Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 5. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 47, thư trả lời cư sĩ Quang Quýnh Chi, thư thứ 5. Nhận được thư cũng ngăn cảm kích, đang trong lúc cuối thời pháp yếu ma mạnh, tổ đạo điêu linh này may được các hạ và các cư sĩ cực lực cứu vãn.
Phật pháp chẳng đến nỗi bị diệt vong ngay lập tức. Nếu chẳng phải là nương theo nguyện để sanh trở lại, há có được như thế hay chăng? May nhờ vào đại lực mà thành lập được các hội Phật hóa, nên Phật giáo chẳng đến nỗi hễ bị xô đẩy liền đổ nhào ngay, không cách nào vực dậy được. Điều đáng lo là trong giới tăng sĩ, do hàng tri thức kém cỏi nên chẳng dễ khiến cho người khác sanh lòng tin. May mà vẫn còn có các cư sĩ tuyên dương, khiến cho người hiểu lý biết Phật là bậc đại thánh nhân, giáo pháp của Ngài là chuyện chẳng thể nghĩ bằng, quả thật là may mắn lớn lao. Lá thư hôm mùng 2 là thư gửi chung cho ông và cư sĩ Nhất Đình, được gửi bằng thư bảo đảm, dẫu ông chưa nhận được cũng không sao. Những điều được nói trong ấy cũng chỉ là những ý cầu xin che chở mà thôi. Lá thư số 48, thư gửi hai vị cư sĩ Quan Quýnh Chi và Vương Nhất Đình. Hôm qua nhận được thư của ông Hứa Chỉ Tình mới biết do cư sĩ Lâm bị lính đóng, hai vị đã thỉnh cầu chánh phủ, được chánh phủ chấp thuận duy trì, lại còn chấp thuận bảo vệ danh sơn vùng Chiết Giang không ngăn cảm kích. Hiện thời Phật pháp suy tàn, nếu không có bậc đại lực ngoại hộ đương theo bốn nguyện tái lai thì sẽ bị diệt vong. Hai vị đáng gọi là bậc Bồ Tát hộ pháp hộ đời đã ra tay đẩy lùi con sóng cuồng, kéo trở lại mặt trời sắp lặn. Chẳng những người trong pháp môn được che chở, mà còn khiến cho chúng sanh đời tương lai được nghe Phật thừa. Công đức ấy chỉ có Đức Phật mới biết được. Khi hồi hướng sau mỗi khóa tụng, quan điều hồi hướng cho hai vị và tất cả những vị có công huân với Phật pháp. Quan đã thiếu tài trí, lại chẳng có tinh thần, chẳng thể vì pháp môn ra sức, chỉ mong hai vị dốc sức duy trì thì may mắn lắm thay. Lá thư số 49, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ nhất. Vừa nhận được thư gửi đến cũng ngăn thẹn thùng sợ hãi. Ấn quan là ông tăng ở đầu chỉ biết cơm cháo, do bất đắc dĩ nên mới bày ra khá nhiều thứ canh thừa cơm sót cho xong trách nhiệm. Mùi vị chua hôi, hình chất vừa nát nhòm gớm mắt pháp của người khác, nhưng úy như vui thích cho là có ích cho kẻ đói nên đem truyền bá. Nếu các hạ muốn dẫn dắt cho những kẻ đói được ăn no cổ vua, mà trước đó đã dùng những món này để giữ hơi thở cho họ, chính là đã rủ lòng biệt đại quan quá mức rồi. Há nên sĩ tôn quan là người bậc nhất sau ngài Tịnh Am? Vũ quan đáng xách dép cho ngài Tịnh Am cũng chẳng nên thốt ra lời nói quá phần ấy. Uống là nói văn chương của quan trội hơn ngài Tịnh Am ư? Làm người thì phải theo đúng luân thường. Tuy các hạ yêu mến quan rất sâu đậm, nhưng nói như vậy thì cũng giống như chính mình đã lỡ lời đó thôi. Ông nên biết rằng sau ngài Tịnh Am có những vị đại cao nhân, họ có hơn ngài Tịnh Am hay chăng? Chẳng dám dùng phàm tình để đón bừa. Vị đáng xếp vào hàng có thể sát cánh kề vai ngài Tịnh Am, vì học vấn, kiến địa, tu dưỡng, đạo đức, hạnh nghiệp chẳng kém cạnh chút nào, chính là thiền sư Triệt Ngộ. Suy tôn ngài làm vị tổ thứ 10 của Liên Tông, chẳng có phẩm đức nào đáng thẹn cả. Quan còn chưa dám xưng là hậu duệ của các ngài Tịnh Am, Triệt Ngộ, huống là được xếp vào cùng hàng ư? Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện thân, sự nhiều nghĩa rộng. Trước kia quan muốn tu chỉnh Phổ Đà Sơn Chí, đọc khắp các sách vở, chọn lọc hết để biên tập sao lục lại, hệ có ai nghi ngờ bàn bạc chẳng thể thấu triệt đều thêm vào lời bình luận, để mong sao phàm những ai là đồng bào đều được thấm gội ân trạch. Nhưng vì tốt nghiệp chưa tiêu, có mắt như lòa, không sao thực hiện được. Nay các hạ
phát đại tâm ấy sẽ giấy được niềm tiếc hận lớn lao cho quan, cảm tạ tột cùng, an ủi tột bậc. Bạch y chú, chưa tìm được xuất xứ, chắc là do Bồ Tát thuận lòng kẻ căn cơ kém cỏi trao truyền trong mộng mà thôi. Dùng tâm chí thành để niệm thì không điều mong cầu nào chẳng được ứng nghiệm, không nguyện nào chẳng được thỏa. Nhưng hàng tri thức trong nhà Phật chẳng đem chú ấy dạy cho người khác vì không rõ xuất xứ, sợ khơi ra đầu mối để người khác bị đặt và nói rằng là kinh Phật đều chẳng phải đích xác từ Phật quốc truyền đến, mà phần nhiều cho người đời sau ngụy tạo. Thế tục niệm thêm mấy câu vốn là lời chú nguyện, hệ có thì cũng chẳng trở ngại, nếu không thì cũng chẳng trở ngại chi. Những điều Vương Uông Dương ghi chép chưa gửi kèm theo thư cũng không cần phải gửi đến nữa. Bồ Tát tùy cơ ban bố sự giáo hóa, chẳng thấy dùng những cách thông thường để dò lường được. Hả có nên dùng chi kiến phạm phu để phán đoán ư? Chỉ nên tin tưởng, kính ngưỡng, phụng hành thì lợi ích sẽ rộng lớn. Chiêu Khánh Kinh Phòng, tức là phòng phát hành kinh sách chùa Chiêu Khánh ở Hàng Châu, có bài Quán Âm Linh Cảm Phú, nhưng những chuyện được trình bày trong ấy có nhiều chuyện bị giản lược quá mức, ngôn từ chẳng đạt ý nghĩa. Lại có cuốn Quán Âm Trì Nghiệm Ký, con biết các hạ đã có hay chưa? Năm ngoái Mạnh Do Cày Úy Như gửi tới Phô Đà bản được sao lục từ tàng kinh Nhật Bản. Bản ấy do Châu Khắc Phục sưu tập, chỉ độ 30-40 trang. Nếu không có, xin hãy báo cho biết, tôi sẽ dâng lên ngay. Trong cuốn Hải Nam Nhất Trước sự tích thật nhiều, điều đáng để thâu thập. Quan thẹn một lực không đủ, chẳng dám theo giúp một bên. Nếu một lực tốt, ắt sẽ vì các hạ ra sức cho được thành tựu tốt đẹp, dẫu chết cũng chẳng nối tiếc. Ngày hôm qua tôi đã gửi thư cho Văn Lôi, nhờ ông ta in cho quan 500 bộ văn sao, truyền dự bản in dùng loại giấy nào, vân vân, đều cày ông ta dò hỏi. Hôm nay chùa Pháp Vũ có đại sư khai tường đến đất Thượng Hải, tôi nhờ thầy ấy giao cho ông Văn Lôi 100 đồng, 50 đồng của các hạ cũng giao cho Văn Lôi. Đến khi in xong sẽ bảo ông ta tính giá gốc mỗi cuốn, 50 đồng thì thỉnh được bao nhiêu bộ, chia thành hai phần, một phần sẽ báo cho các hạ cử người đến xưởng in nhận sách, một phần gửi thắng về Phổ Đà cho quan. Lần thỉnh này quan không có sức gửi đi được, 100 đồng tiền sách ấy chính để chuẩn bị sẵn, hầm có sách gửi cho đôi ba người bạn mà thôi. Mùng 4 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 6 1917, thơ gửi cho Văn Lôi xin cầm theo khi giao tiền. Ông ta chẳng thường ở xưởng in, đi vào 5 giờ chiều thì sẽ chẳng lỡ dịp. Lá thư số 52, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ tư. Hôm 18 quan đã kính gửi cho các hạ một lá thư hữu bại và bộ văn sao vụn về, không biết đã nhận được hay chưa. Không ngờ các hạ cũng lại gửi thư phúc đáp ngay trong ngày hôm ấy, đồng tâm tương cảm đấy chăng, hay là ngẫu nhiên phù hợp mà thôi. Nghi thức niệm Phật như đã nói phải chia thành hai loại, niệm Phật cùng đại chúng và niệm một mình. Nếu niệm cùng đại chúng, hãy nên dựa theo niệm Phật khởi chỉ nghi, tức là nghi thức niệm Phật trong kinh Nhật Tụng, để khỏi gây trở ngại cho những người đã quen hành trì theo lối thông thường, đây kia đều hợp lẽ. Còn tu niệm Phật một mình, tuy có thể hành theo chương trình do mỗi người tự lập, nhưng thứ tự niệm tụng trở nên tán loạn, tức là nói buông xuống thân tâm, nhắm mắt lặng thần niệm tình pháp giới hộ thân chú và thầm tưởng bài kệ, tán Phật, lễ Phật và ba vị Bồ Tát xong.
Nếu tụng kinh thì tụng kinh Di Đà một biến, vạn sanh chú ba biến xong rồi mới niệm rõ ràng bài kệ tán Phật xong, liền niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy nên vừa đi nhiễu vừa niệm, hoặc niệm mấy trăm tiếng, hoặc niệm 1000 tiếng. Cuối cùng niệm 3 danh hiệu Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, rồi mới niệm bài phát nguyện văn. Niệm xong sẽ đọc Tam Tự Quy. Đấy là nghi thức của một kỳ niệm Phật vậy. Nếu muốn tụng kinh nhiều hơn hoặc tụng nhiều chú, hãy nên lập một thời tụng kinh khác. Nếu cùng làm trong một lúc thì phải tụng kinh trước, kế đó tụng chú, rồi đến tán Phật, niệm Phật, tiếp theo là phát nguyện, tam quy. Đấy chính là thứ tự quyết định chẳng thay đổi vậy. Pháp niệm Phật do Ngài Từ Vân Sám Chủ, vì Hàn Quốc Vương Đại Thần Việt nước đa đoan, không rảnh rỗi để chuyên tu mà lập ra. Lại muốn khiến cho họ được tình tâm, nhất tâm, nên lập ra cách lấy một hơi thở làm một niệm, để tâm họ nương theo hơi thở mà thâu nhiếp, không bị tán loạn. Sự mầu nhiệm của pháp ấy nếu không phải là người trí sẽ không thể biết được. Nhưng chỉ có thể dùng một lần vào buổi sáng, hoặc dùng 3 lần buổi sáng, buổi tối và giữa trưa, chớ nên dùng nhiều. Dùng nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chớ nên nói pháp này dễ nhiếp tâm nhất, bèn sử dụng thường xuyên thì bị hại chẳng nhỏ đâu. Niệm Phật niệm ra tiếng hay niệm thầm thì phải xét nơi chốn, quang cảnh như thế nào. Nếu niệm ra tiếng rõ ràng không gây trở ngại gì thì nên niệm rõ tiếng như khi thực hiện nghi thức niệm Phật, nhưng chỉ nên sao cho nghe tự nhiên, đừng niệm quá lớn tiếng. Quá lớn tiếng có thể bị tổn khí mắc bệnh. Nếu tình hình nơi chỗ ta đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng thì chỉ niệm nhỏ tiếng và niệm kim cang trì. Công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc trí, còn âm thanh vẫn là chuyện nhỏ. Trừ lúc riêng thực hành công khóa niệm Phật ra, nếu suốt ngày thường niệm thì cố nhiên nên niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm. Vì nếu cứ thường niệm ra tiếng rõ ràng, ắt sẽ đến nỗi bị tổn khí. Chưa chứng pháp thân, cần phải điều hòa sao cho thích đáng thì mới chỉ có ích chẳng bị tổn hại. Niệm rõ tiếng tốn sức, niệm thầm dễ hôn trầm. Tuy tán trì có công đức khó nghĩ tưởng, nhưng so với nhiếp tâm tịnh niệm khác nào một trời một vực. Đối với mấy điều này, quan từng khá tốn công nghiên cứu. Năm ngoái đã tìm ra một cách hay khéo thuận tiện, viết thư trình bày với những người tri kỷ, ai nấy đều khen ngợi. Nếu đã niệm Phật thành phiến, cố nhiên không cần dùng tới cách này. Nếu chưa thành phiến và hết thảy những kẻ sơ cơ sử dụng cách này thì không ai chẳng thích hợp, chỉ có ích chứ không bị tổn hại. Tuy các hạ không cần đến cách này, nhưng cũng nên vì những kẻ tu tịnh tông chưa nhận được cửa mà thực hành thử, để bảo khắp với những người thông sáng mai sau. Cách ấy được ghi nơi hàng thứ 8 trong trang 45 Bộ Ấn Quang Văn Sao, xin hãy kiểm xem. Tức là pháp thập niệm ký số được viết trong thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ 4 trong Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1. Trong lúc niệm Phật từ 1 câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ.
Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10 chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chan chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Trước đây đọc tác phẩm lớn lao của ông, thấy chữ tướng hạo quang minh trong bài kệ tán Phật đã bị đổi thành tướng sắc quang minh. Tôi đoán là do thời sắp chữ ngẫu nhiên sắp lộn. Trong thư này lại thấy các hạ viết là tướng sắc, mới biết các hạ cố ý sửa đổi. Tám câu kệ này do anh pháp sư ở Đồng Giang đời Tống tóm được những ý nghĩa chánh từ ba kinh Tịnh Độ mà soạn ra. Không một chữ nào không có lai lịch, há nên sửa đổi bừa bãi. Quán kinh dạy A-di-đà Phật có 84.000 tướng, trong mỗi một tướng có 84.000 tùy hình hảo, trong mỗi một hảo có 84.000 quang minh. Các hạ thông hiểu Phật pháp sâu xa, sao không thấy được chỗ này? Trong hai cuốn Tiên Chú, những chữ giống như thế này rất nhiều. Quan tính muốn nói cặn kẽ nhưng sợ người ta chẳng vừa lòng nên nói: tôi chưa minh tâm, người ta có cái nhìn khác. Ở đây do ông đã chống lòng hồi đến, chẳng ngại gì thừa dịp phô bày sự hiểu biết tầm thường. Nếu các hạ thật sự lo tính cho Phật pháp, cho chúng sanh, chắc sẽ chẳng vì xung đột ý kiến mà quở trách. Nếu chỉ muốn khen ngợi thì hãy nên hướng về bọn sư phụ thời thế mà bàn luận. Ấn Quang tuy kém cỏi vẫn chẳng muốn đi theo ngọ rẻ ấy. Trong sách Di Đà Chung Luận của Vương Canh Tâm, do chẳng biết pháp môn quyền thật của Như Lai, chẳng biết căn cơ chúng sanh sai biệt, nên phàm có điều gì chẳng hợp với ý kiến của chính mình đều bảo là sai lầm. Mạt sát các vị thiền tri thức trong cả 1.500 năm, chỉ đề cao một mình đại sư Nhất Tịnh, nhằm phô rõ chính mình được thánh sư truyền cho chứng tông nhà Phật. Tuy nói là hoằng pháp nhưng quả thật đã chèn ép hoại loạn Phật pháp, tạo ra mối tệ sâu xa, khiến chúng sanh lầm lạc nghi ngờ, quyết chớ nên lưu thông sách ấy. Ông Châu Mạnh Do từng thống thiết khen ngợi họ Vương trước mặt quan. Quan nói đại lược những điểm tệ hại nhưng ông ta vẫn chưa cam lòng, vẫn gửi sách ấy đến. Xưa kia quan đã tạo nên cái nghiệp mù mắt, nay chẳng dám đi vào vết xe ấy, bèn hết sức trình bày những điều tệ nhưng ông ta vẫn chưa tin trọn vẹn, đem thư cựu quan gửi cho Từ Úy Như. Úy Như nói quan phê phán như vậy vốn có hiểu biết riêng, do vậy bèn đem lời tiên sinh Dương Nhân Sơn chê trách sách ấy gửi cho ông Châu. Châu Mạnh Do đem lời nói của đôi bên so sánh mới biết rằng Ấn Quang thật chẳng phải là nói mò. Nhưng lời chê trách của tiên sinh Nhân Sơn đa phần chú trọng tại lời văn, còn lời chê trách của Quang chủ yếu dựa trên đại thể và tâm bệnh. Lưu thông Phật pháp quả thật chẳng phải là chuyện dễ, phải mong sao khế lý khế cơ chọn chớ nên vận theo cái tâm thiên kiến riêng tư, rồi tự lập những ý kiến ức đoán để khoe lạ phô kỳ, hồng thỏa thích chi kiến một thời của bọn tân học mà thôi. Đã là chi kỷ chẳng ngại gì dâng lời nói thẳng. Ngày 23 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 6 1917, lá thư số 53, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 5. Ngày 28 tháng trước
đã kính nhận được thư và các sách về Nho Phật do Ngài biên soạn, kính cẩn mở ra đọc, cảm kích, hổ thẹn không ngần. Ấn Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo mà thôi. Nếu không có việc gì, sẽ chẳng đụng đến bút mực. Gặp chuyện ép buộc, bất đắc dĩ thì bút cùng lời quê, quấy quá cho xong trách nhiệm. Hả nên khen người, tán dương quá đáng, đến nỗi đánh mất lợi ích thật sự. Do được rèn giũa, gọt mài, lệ trạch giúp cho điều nhân vậy. Các hạ học rộng nghe nhiều, là bậc quân tử tận tụy tu dưỡng trong đạo Nho, biên soạn những cuốn Đọc Thư Lục và Thiếu Niên Tấn Đức Lục vân vân, thấy điều tinh vi thuần túy, tôi không chen vào đâu được. Đúng là kim thang cho thánh giáo, là khuôn mẫu cho bọn hậu sanh. Tuy vậy, những bộ tiên chú cho kinh Phật, dù đại thể sâu xa hay đẹp bóng bẩy, trong ấy vẫn có khá nhiều chỗ không thích hợp cho lắm. Câu chẳng che giấu tì vết chính là nói về điều này vậy. Vì với học vấn kiến địa của các hạ mà sao cũng chẳng thấy được chỗ này? Ấy là vì Phật Pháp là Pháp siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Trong ấy, dù văn hay nghĩa, dù sự hay lý, có những điều giống với thế gian, có thể dùng thường tình để suy lường. Có những điều chẳng giống với thế gian, chẳng thể dùng thường tình để suy lường được. Cố nhiên, Ấn Quang Gu Si khôn ví, xuất gia hưởng 30 năm mà chẳng dám sớ dạy kinh điển một chữ, một câu nào, vì chính mình chưa minh tâm, đâu thế nào khế hợp Phật ý. Cổ nhân chú dạy kinh, có vị 10 năm hay 8 năm chú dạy một bộ, có vị suốt đời chỉ chú dạy một bộ. Còn như các vị Thiên Thai, Hiền Thủ, Vĩnh Minh, Ngẫu Ích vân vân, thật sự là những vị đã chứng pháp thân từ lâu, nương theo thệ nguyện hoằng pháp mà thị hiện giáng sanh. Chớ nên đem bọn phàm tục thường nhân sánh với các ngài. Các hạ nghiên cứu kinh Phật chưa đầy vài ba năm, liền có thể thấu đạt tận cùng chỗ sâu xa huyền áo như thế. Nếu dùng công phu mười mấy năm, thì đối với mỗi một chữ trong bạn chú dạy ấy, Ấn Quang sẽ lạy một lạy để báo ân hoằng kinh, mong cho bằng chú dạy ấy được vĩnh viễn lưu truyền. Nay ông đã lầm lẫn coi Quang là người cùng chí hướng và là bạn tri kỷ, lại bảo Quang chỉ ra mỗi chỗ chưa thấy đến. Nhưng Quang mắt gần như đã mù khi vừa sanh ra, chẳng thể đọc tường tận mỗi một điều được, chỉ đành nêu đại lược một hai chỗ đã thấy. Nhưng lòng ngu chung chẳng giúp được gì, lời cuồng nhàm tai chỉ có thể giúp đỡ vặt vãnh cho việc nghiên cứu bàn bạc, chưa thể coi là lời bằng luận đích xác quyết định bắt buộc phải noi theo. Xin hãy rủ lòng rộng lượng, chỉ bảo cho những chỗ sai thì may mắn lắm thay. Đức Như Lai giáng sanh vào thời nào có nhiều thuyết khác nhau, tuy mọi thuyết đều hợp lý, nhưng xét đến cùng chẳng thuyết nào thích đáng bằng thuyết nói Đức Phật giáng sanh vào năm 24 đời Châu Chiêu Vương, tức là năm 971 trước Công Nguyên. Bởi lẽ khi hoàng đế Triều Hán nằm mộng đêm trường ấy, hội ý quần thần, thông nhân phó nghị, bác sĩ Vương Tôn đã dùng thuyết này để tâu trình, lại còn dẫn sách Châu Thư Dị Ký để làm chứng. Này Châu Thư Dị Ký không còn thấy nữa, nhưng cuộc vấn đáp nơi sân chầu nhà Hán quyết chẳng phải là bị đặt. Huống chi trước thuật thiền giáo các đời phần nhiều đều lấy thuyết này làm chuẩn, quyết chẳng nên bỏ qua ý kiến đã được mọi người tuân theo, để tự lập nghĩa mới gây thêm nghi ngờ cho người thiếu học thức đời sau. Dẫu có một hai bộ sách nói theo kiểu này, nhưng đấy là vì tác giả sẵn chí bảo vệ đạo pháp nhưng chưa đọc rộng rãi các sách vở, cho rằng
năm trang công thứ bảy, hằng tinh chẳng hiền, ban đêm mà trời sáng như ban ngày. Nếu không phải Đức Phật xuất thế thì ứng với chuyện nào nữa đây? Chẳng biết bậc phi thường đản sanh và pháp phi thường được lưu truyền đều có những tướng lành phi thường, há phải chỉ mình Đức Như Lai mới có, còn các vị pháp thân đại sĩ thị hiện thì hoàn toàn không có những tướng lành ấy ư? Sách Thiền chép, khi ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng sanh ra, khí trắng ngút trời, quan thái sự tâu lên vua rằng đấy chính là điềm lành. Còn những chuyện chẳng được lưu truyền trong sách vở chẳng biết là bao nhiêu. Nếu cứ định là năm thứ 9 đời Chăn Vương, thì những người đời sau các hạ đọc kỹ những sách vở trong nhà Phật sẽ thấy niên đại trước sau đều chẳng thể luận cho xuống được. Vì sao vậy? Do Phật sanh sau mà đệ tử Phật và các di tích sự thật về Phật đã có trước, đã chẳng chịu nói là Phật sanh vào thời trước đó, mà lại chẳng thể đẩy các sự ấy ra sau. Nếu lặng thinh không bàn đến thì thôi, hễ bàn đến sẽ trở thành từ mâu thuẫn. Huống chi trong lời tựa dùng năm thứ 26 đời Châu Chiêu Vương để chú thích, có người nói năm Giáp Dần là năm thứ 26 đời Châu Chiêu Vương, nhưng đa số cho là năm thứ 24. Trong kinh lại dùng năm thứ 9 đời Chăn Vương để chú thích. Cùng là trước tác của một người, sao lại lập luận ngoắc ngoéo như thế, thật tạo trở ngại lớn cho kẻ sơ cơ. Cố nhiên do các hạ vô ngã, sẵn trí lợi người, nên tôi không thể không tận hết một chút ngu thành. Tiếc rằng quan không có tánh đa văn, nên chẳng thể viện dựng sách vở để chứng minh, thật quá thiếu sót. Đối với câu để ra vẻ ta đây là một vị cư sĩ thông hiểu kinh điển, người chú giải ưa dùng mánh khóe viết sao cho câu văn phức tạp bóng bẩy, và hai câu kế tiếp đó trong lời tựa của Pháp Sư Đế Nhàn dành cho bản Di Đà Kinh Tiên Chú, những điều được nói trong phần chú thích của các hạ không được ổn thỏa, sát sao cho lắm. Trong lời chú thích các hạ đã dẫn lời Kỷ Đại Khuê: Kinh Hoa Nghiêm danh nghĩa hết sức phức tạp, nhưng quả thật đầu mối rành mạch, chỉ nên căn cứ theo danh sắc của nguyên bản mà lãnh hội. Ngài Thanh Lương thêm vào những danh sắc Hàng Bố Viên Dung, Tứ Pháp Giới, Thập Huyền, vân vân, để bày vẽ trồng đệm, dựng nhà, vân vân, thật khiến cho người ta kinh hãi không ngần. Chẳng ngờ kiến địa như Hoàng Cư Sĩ và các hạ mà lại dẫn những câu ấy để chú thích lời tựa của Pháp Sư Đế Nhàn, khiến cho người thông hiểu điều kinh hãi lạ lùng, lại còn khơi gợi cho người đời sau đua nhau chê trách cổ nhân. Mối tệ ấy thật chẳng nông cạn đâu. Vì thế chẳng thể không nói, chẳng nợ không nói. Trọng nghĩ đối với các pháp do Đức Phật đã nói nhằm thích hợp cho chính pháp giới, những nhà chú giải đời sau ai nấy tùy theo căn cơ của từng loại mà lập ngôn nhằm làm lợi cho kẻ sơ cơ. Nếu không chú thích cặn kẽ giải thích ý nghĩa từ ngữ, ý nghĩa lời văn thì sẽ không thể được. Muốn làm lợi cho hàng căn cơ lớn lao mà chẳng giảng dạy ý nghĩa lớn lao để họ thấu hiểu ý Phật thì không thể được. Hai vị đại sư Thiên Thai Chí Giả và Thanh Lương Trừng Quán, mỗi vị đều có chủ ý, chứ không phải là hai vị đều có chỗ đúng chỗ sai. Vì thế ngài Thiên Thai giải thích kinh dùng nhân duyên để phán giáo, phân biệt bổn tích quán tâm sai khác. Đấy là vì ý nghĩa kinh sâu thâm thẳm, chẳng thể dùng một văn một nghĩa để nói trọn hết được. Nếu chỉ chấp nhận dựa theo ý nghĩa của từ ngữ, ý nghĩa của kinh văn để giải thích kinh, thì những văn nhân biết chữ đọc sách trong cả thế gian
đều đạo cao như Ngài Thanh Lương, tâm khế hợp Phật tâm. Mà ngược lại, Ngài Thanh Lương là tội nhân phá hoại Hoa Nghiêm bậc nhất, có lẽ ấy hay chăng? Quân tử do một lời mà được coi là chí, do một lời mà bị coi là bất chí, há chẳng nên cẩn thận ư? Nếu chỉ y theo ý nghĩa kinh văn để giải thích kinh điển, thì câu nói Đức Như Lai vì ta diện nói pháp môn Phổ Nhãn, giả sử dùng mực có số lượng bằng biển cả, dùng bút chất đống cao to như núi Tu Di để viết một môn trong một phẩm, một pháp trong một môn, một nghĩa trong một pháp, một câu trong một nghĩa của pháp môn này, vẫn chẳng viết được chút phần, huống là có thể tận hết. Của tỳ kheo Hải Vân trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm sẽ trở thành lời nói dối, từ phá hoại Kinh Hoa Nghiêm. Các vị tôn túc thuộc Tông Thiên Thai và Hiền Thủ đều là tội nhân trong Phật môn hết. Làm sao có thể dẫn lời ông Kỷ Đại Khuê để làm chứng cho được? Xét tới bổn tâm thì ông Kỷ Đại Khuê cũng không phải là cố ý bài xích, nhưng ông ta phạm lỗi dùng chi kiến văn tự thế gian để luận định đại pháp xuất thế gian, chẳng thể nghĩ bằng. Nguyên do là vì chưa thân cận bậc tri thức sáng mắt, đến nỗi hoằng pháp lại trở thành bán pháp vậy. Tiếp đến, bàn về A-di-đà kinh tiên chú. Mới đọc đoạn đầu, tinh chính là tam thiên đại thiên thế giới, khôn ngăn kinh dị. Lại đọc tiếp phần chú giải câu quá thập vạn ức Phật đồ, và lời chú giải câu tam thiên đại thiên thế giới lại khôn ngăn kinh dị. Sao các hạ đã biết thật sự thật lý mà lại nêu ra dẫn thuyết không tra cứu từ đâu được ấy? Mong rằng trong lần xuất bản kế tiếp của cuốn A-di-đà kinh tiên chú, hãy gạt bỏ hoàn toàn câu ấy ra khỏi đoạn thứ nhất của phần tạp ký. Nếu không, hãy sửa đổi đoạn văn tinh các ngôi sao chính là tam thiên đại thiên thế giới sao cho phù hợp với phần chú giải ở phần sau, thì sẽ có ích không bị tổn hại. Tướng lưỡi của Đức Như Lai che mặt đến tầng mí tóc chính là tướng lưỡi thông thường của Đức Phật, vốn được nói đến trong Tam Tạng. Nếu nhằm đoạn nghi cho chúng sanh căn cơ nhỏ nhoi trong tam giới, Đức Như Lai bèn hiện tướng lưỡi này để biểu thị Đức Phật chẳng hề nói dối. Che khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng có thể hiểu là nói ví dụ, nhưng nếu bảo hoàn toàn chẳng có chuyện ấy, thì những nhà chú giải từ trước đến nay đều là hiểu biết ngốc nghếch hết cả hay sao? Do kiến giải phàm tục, ông Diệp Tích Phụng đọc sách này khen ngợi không cùng, nhưng những vị thông đạt xem đến ác sẽ đau tiếc than thở. Nỗi các hạ do tấm lòng cực lực hoằng dương kinh điển rốt cuộc trở thành những lời bán Phật, bán pháp, bán tăng. Diệp Tích Phụng là một gã nho sinh, đối với huyết mạch ngự ý của kinh văn vẫn chưa hiểu rõ, nên buông tuồng không kiên sợ, cho là những nhà chú giải kinh này thời cổ đều bị đặt chẳng tuân theo lẽ thường, vô lý đến cùng cực, thật đáng khiến cho người ta phải cười ồ. Ông ta nói lời ấy cũng là lấy chi kiến phàm phu để suy lường cảnh giới chẳng thể nghi bàn của Như Lai, do hoàn toàn chưa hiểu rõ kinh văn mà ra. Nay tôi chẳng nề hà phiền toái để giải thích đại lược. Tam thiên đại thiên thế giới là cõi nước người trì của một Đức Phật, đang trong khi Đức Thích Ca Như Lai giảng về những chuyện y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, quang minh thọ lượng của Phật Di Đà, chúng sanh trì danh liền được tiếp dẫn, vân vân. Ở phương Đông có hằng hà sa tam thiên đại thiên thế giới,
Trong một thế giới có vị Phật tên là A Xúc Bề, một vị Phật trong thế giới khác tên là Tu Di Tướng, cho đến một thế giới khác nữa có Phật hiệu là Diệu Âm. Trong số những vị Phật ở hằng hà sa số Tam Thiên Đại Thế Giới nơi phương Đông, chỉ nêu đại lược năm vị. Tiếp đó dùng từ ngữ như thị đẳng, tức là giống như vậy, để nêu toàn thể hồng danh những vị Phật ấy một cách giản lược. Hằng hà sa số các đức Phật mỗi vị đều tự ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới do chính mình làm chủ, nghe Đức Phật Thích Ca nói bài kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, tức là khen người công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thầy chư Phật hộ niệm này. Muốn cho đại chúng trong pháp hội sanh lòng tin, phát nguyện tu trì, nên mỗi vị đều ở tại cõi mình hiện đại thần thông, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật: chúng sanh các ngươi hãy nên tin tưởng bản kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói này. Năm phương kế tiếp đó đều giống như thế, còn bản dịch Đời Đường thì ghi là 10 phương, bất quá nói rộng đều được thuộc đại lược trong bản kinh này. Chứ thật ra bản dịch Đời Tần chẳng giảm, bản dịch Đời Đường không tăng. Họ Diệp chẳng biết mỗi vị Phật có cội nước riêng, nên cho rằng những phương Đông Tây vân vân của thế giới này, ở mỗi phương đều có hằng hà sa số Phật, rồi lo các ngài va chạm nhau, nhiễu loạn sông núi, khiến nhân dân không có chỗ để dung thân, và lo lưỡi của chư Phật va đụng nhau, không có chỗ để đặt lưỡi, thật đáng khiến cho người khác cười rùng răng. Nhưng ông ta vẫn dương dương tự đắc, nói: ta bù đắp chỗ thiếu sót của kinh, sửa đổi cho đúng chỗ sai ngoa của tăng chúng. Ba kinh Tịnh Độ từ nay mới có thể không còn chỗ nào đáng tiếc nuối. 3.000 đức Phật ba đời trong thế giới Xa Bà, mỗi vị đều có thời gian xuất hiện riêng biệt, trước sau chẳng loạn. Một đức Phật ra đời, hết thầy chư Phật nếu muốn giúp vị ấy hoằng tuyên pháp hóa đều chẳng được hiện thân Phật. Vì thế Quán Âm, Văn Thù vân vân đều ẩn đức thập lực hiện thân Bồ Tát, giống hệt như một bầu trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua, đầu mối pháp đạo được quy về một mối. Họ Diệp chẳng biết nghĩ này, mà các hạ vẫn bị ông ta mê hoặc, thì những người bị ông ta mê hoặc sẽ nhiều lắm, nhiều đến hằng hà sa số, tiếc thay. Phần tạp ký nơi hàng thứ nhất trong trang thứ hai, hai chữ tinh cầu nên bỏ đi. Trang 15, câu chẳng thể tính toán mà biết được số, lời chú giải ghi nhiều đến nỗi không kể xiết. Ý nghĩa tuy rõ ràng nhưng chưa giảng rõ ý nghĩa của chữ toán số. Toán số là con số do tính toán mà có, tức là những con số 1, 10, trăm, ngàn, vạn, ức, triệu, kinh, tỷ, cai, nhưỡng, cấu, giảng, chánh, tại ở phương này. Trong kinh Phật thì như trong phẩm A Tăng Kỳ của kinh Hoa Nghiêm đã nói tới 140 con số vô lượng vô biên cũng nằm trong số ấy. Vì thế ngài Ngẫu Ích nói A Tăng Kỳ vô lượng vô biên đều là danh xưng của các con số, quả thật là vô lượng của hữu lượng. Do đã là tên gọi của các con số nên là hữu lượng, tức là có hạn lượng. Nhưng trong kinh quả thật nêu chung chung số lượng nhiều không thể kể xiết, nên đấy chính là vô lượng của vô lượng. Trong cuốn Quán Thế Âm Kinh Tiên Chú dưới câu lúc ấy vô tận ý Bồ Tát
nên thêm lời chú giải rằng: nhĩ là lúc này, lúc ấy. Nhĩ thời là lúc đã nói xong phẩm diệu âm Bồ Tát. Hàng thứ 18 nơi trang 16, hàng thứ 2 chữ nhỏ, chữ xúc bị viết sai thành thương. Phần tạp ký trong Tâm Kinh Tiên Chú nơi trang thứ 2, các hàng 11, 12, 13, 14. Bản Tâm Kinh được khắc trên đá thời Thanh Cao Tông Càn Long, câu chú không giống. Câu chú khác nhau là do năm đầu đời Cao Tông, Lạt Ma Chương Gia đem các bài chú trong Đại Tạng Kinh dịch ra theo cách tụng niệm thông dụng của các Lạt Ma Mông Cổ, đặt tên là Mãn Mông Phiên Hán Hợp Bích Đại Tạng Toàn Chú. Chữ Mãn, chữ Mông Cổ, chữ Phiên chúng ta đều chẳng biết đọc. Ngay cả chữ Hán tuy biết nhưng có khi phải dùng hai chữ, ba chữ, bốn chữ để viết vào một chỗ. Nếu chẳng hướng đến người Mông Cổ và người Tây Tạng để học cách đọc sẽ chẳng thể đọc được, dẫu đọc cũng không đúng cách. Nhưng từ đời Hán đến đời Tống hơn 1000 năm, người dịch kinh nếu chẳng phải là bậc Pháp Thân Thị Hiền thì cũng là bậc trường phu anh liệt siêu quần bạc tùy, há điều chẳng thông hiểu chú ngữ ư? Bất tất phải sanh tâm tôn sùng, coi trọng bản dịch của Ngài Chương Gia, nghĩ là kỳ lạ, đặc biệt. Đấy chính là bỏ điều được mọi vị thánh cùng cho là đúng, để giữ lấy điều chỉ được một vị hiền nhân cho là đúng, há có nên chăng? Kim Cang Kinh Tiên Chú nơi trang thứ 13, trong hai dòng 9 và 10, bốn câu kệ xưa nay nói không giống nhau. Di Lặc là đứng bộ xứ dùng những câu như không có ngã tướng vân vân để đáp, chính là đối bình cho thuốc. Như trong nhà thiền, bất luận họ đến nghĩa nào đều chỉ về lẽ hướng thượng. Nếu nói Ngài Di Lặc đã đáp trọn hết nghĩa lý của bốn câu kệ thì đấy chính là chi kiến của kệ đứng ngoài cửa. Trung Phong Quốc Sư nói, đối với câu thọ trì nại chí tứ cú kệ đẳng, trong kinh này trước từ ngữ tứ cú kệ phải có hai chữ nại chí, tức là cho đến, phía sau phải có một chữ đẳng, tức là vân vân. Câu này ý nói chưa thể thọ trì trọn vẹn bài kinh, hoặc chỉ thọ trì được hơn nửa quyển, hoặc gần được nửa quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu hoặc một câu. Câu nói này của Ngài Trung Phong là cách giải thích kinh văn hết sức thông suốt. Nhưng các vị chú giải từ trước đến nay thường hiểu hạn hẹp chữ kệ không phải là văn xuôi. Họ chẳng biết ở Tây vực kinh tiếng Phạn được viết theo hàng ngang, thường sắp xếp bằng cách lấy 32 chữ làm chuẩn. Vì thế cổ thư ghi nhận số chữ trong kinh Hoa Nghiêm là có 10 vạn bài kệ, chứ không phải cả bộ kinh đều là kệ. Lại còn bất luận văn tự nhiều hay ít, hệ cứ dạng chọn hết một nghĩa thì được coi là một kệ, chứ không phải là ngoài kinh văn ra chỉ nói đến bốn câu kệ mà thôi. Nếu hiểu chữ kệ là kệ tụng thì thọ trì chọn bài kinh chẳng có công đức, chỉ có bài kệ này mới có công đức, há chẳng phải là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng ư? Chỉ nội sáu chữ đơn giản nại chí tứ cú kệ đẳng này đã chứa trọn bao nhiêu ý nghĩa của muôn quyển kinh luận rồi. Những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở mà vẫn chẳng biết làm như thế nào, kinh Phật há thể nói dễ dàng ư? Tứ thập nhị chương Kinh Tiên Chú trang thứ 9, hai dòng 10 và 11, đối với câu tam thế chư Phật cập vô niệm vô trụ, chữ trụ bị viết sai thành chữ nhầm. Vô tu vô chứng chi giả, hãy nên y theo cách giải thích của Ngài Ngẫu Ích. Tam thế chư Phật là y theo quả vị trong Tạng giáo, vô niệm trụ tu chứng là nói về những bậc
từ sơ trụ trở lên trong viên giáo. Nếu không, sẽ đẩy bậc đứng đầu xuống hàng chót, đưa bậc chót lên hàng đầu. Dẫu có thể cưỡng nói cho hợp lý, rốt cuộc vẫn oan uổng tạo khẩu nghiệp. Kinh Phật há có thể chỉ chấp vào cách giải thích từ ngữ mà giải thích được hay chăng? Trang thứ 16, dòng thứ 10, hai hàng chú thích chữ nhỏ: trưởng giả như mẫu, tức là người lớn tuổi hơn thì coi như mẹ. Chữ mẫu bị viết sai thành nữ. Lại trong hàng 18, chữ công tàu nên giảng là nguyên soái, tức là người xuất lãnh, thì ý nghĩa của kinh sẽ tự rõ ràng. Vì phần kinh văn tiếp đó ghi là công tàu nhược chỉ, tùng giả đô tức, tức là nếu ngăn được người thống lãnh thì những kẻ đi theo đều ngưng nghỉ. Do vậy, công là công năng, tàu chính là tàu bối, tức là lũ bọn ngươi. Công năng của cả bọn đều quy về một mình người thống lãnh, nên mới nói nguyên soái là công tàu. Phật Di Giáo Kinh Chú, trang 17, dòng thứ 5, nên dạng chư đạo trong từ ngữ thiện đạo, tức là khéo dẫn dắt, là dẫn dắt đi đường. Vì câu kinh văn tiếp đó là đạo nhân thiện đạo, đạo là con đường vậy. Đạo nhân thiện đạo tức là dẫn đi trên con đường lành. Nếu người dẫn đường chỉ cho con đường chánh mà kẻ nghe không đi thì chẳng phải là lỗi của người dẫn đường. Kinh gọi Đức Phật là Đại Đạo Sư đều là vì dẫn người khác đi trên con đường chánh mà đặt tên như vậy. Vu Lan Bồng Kinh Chú, trang 4, dòng thứ 16, hai dòng chữ nhỏ: thoạt đầu tôi trộm cho là tên của đạo sĩ. Chữ thiết có nghĩa là trộm, bị viết sai thành chữ cùng, tức là cùng tận. Cao Vương Quán Thế Âm Kinh Chú, phần tạp ký, trang 1, dòng thứ 13: Vân Thế Đại Sư gánh vác pháp đạo, rất sợ đời sau vô chi, nên ra sức biện định kinh này là ngụy tạo, cho nên nói như vậy. Chứ không phải Ngài Vân Thế chưa hề đọc những sách như Pháp Uyển Châu Lâm, vân vân, mà mạo muội nói như thế. Kinh này không có văn lý gì cả, tức là lời biện định của Ngài Vân Thế quả là lời luận đích xác. Kẻ nào tụng trì kinh này được công đức thì công đức ấy đều thuộc về công đức của danh hiệu Phật Bồ Tát. Niệm những danh hiệu ấy có thể tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Bồ Tát thuận theo cái tâm tầm thường của chúng sanh nên truyền dạy kinh này trong mộng. Nếu là bậc chuyên môn nghiên cứu Phật học thì đã có Đại Tạng Kinh, cần gì phải dốc sức nơi kinh này. Xưa nay có rất nhiều kinh do trong mộng cảm được thần truyền dạy, nhưng đều chẳng dám lưu thông vì rất sợ những kẻ sàng bậy bị đặt khơi nên đầu mối ngụy tạo, cắt đứt thiện căn của những người chỉ biết đạo nghĩa nho giáo, chưa hiểu Phật pháp sâu xa. Tức là họ sẽ nói kinh Phật đều là do người đời sau ngụy tạo. Vì thế Nhân Hiếu Hoàng Hậu nhà Đại Minh, tức là Hoàng Hậu của Hoàng đế Vĩnh Lạc, mộng cảm được Phật nói kinh, tức Đệ Nhất Hy Hữu Đại Công Đức Kinh. Trong thời Vĩnh Lạc, kinh này được nhập tạng đến năm 30, 1765, đời Thanh Cao Tông vâng theo chiếu chỉ lấy kinh ấy ra khỏi tạng để ngăn ngừa chuyện bị đặt. Vì thế phiên dịch kinh Phật ắt phải tuân phụng chiếu chỉ. Trong dịch trường, tức là đạo tràng dịch kinh, có vị dịch phạn văn, có vị dịch ngữ, có vị hồi suyết. Tiếng của Tây Phương đa phần nói ngược nên cần phải đảo lại, như Ba La Mật là Bỉ Ngạn Đáo, phải viết lại cho đúng thứ tự là Đáo Bỉ Ngạn, tức là đến bờ kia. Có vị chứng nghĩa, có vị nhuận văn. Tăng tục tham gia phiên dịch ít là mấy người,
nhiều thì mấy chục người. Vị nhuận văn đều do vị quan quyền cao chức trọng đương thời đảm nhiệm, nghiêm túc như thế chẳng để cẩu thả qua quýt chút nào. Vậy mà nho sinh vô chi đời sau còn nói kinh Phật đều là do tăng chúng ăn trộm chế biến từ học thuyết lão trang mà có. Huống là lưu thông những kinh thật sự mờ mịt chẳng rõ lai lịch ư? Muốn lưu thông kinh này mà mong những kinh được phiên dịch từ phạn bản do phương Tây truyền đến chẳng bị nghi ngờ há chẳng khó khăn lắm ư? Các hạ chú giải kinh này hãy nên trình bày rõ tấm lòng bảo vệ chúng sanh, bảo vệ pháp đạo đức Phật của ngài Vân Thê. Đừng nên nói ngài Vân Thê phạm sai lầm, khi sửa đổi cho đúng những điều sai lầm thì đôi đằng đều được tốt đẹp. Vân Thê, Ngẫu Ích là những vị đại đạo sư thời mạt pháp, là bậc gương mẫu thật sự. Mong hãy nhìn vào thời kỳ các ngài trước tác mà thấu hiểu chỗ dụng ý trong lòng các ngài, thì pháp gì, chuyện gì cũng đều tự có thể khế cơ lẫn khế lý vậy. Trong Phật Kinh Tinh Hoa Lục trang 36 dòng thứ 9, vị Tằng Hữu Kinh, 12 bộ kinh là những đặc điểm chung của hết thầy các kinh. Có kinh tròn đủ cả 12 bộ, có kinh ít hơn, chỉ gồm 1, 2, 3, 4, 5 bộ. 12 bộ vừa nói đó gọi theo tiếng Hán là Trường Hàng, Trùng Tùng, Thọ Ký, Cô Khởi Tùng, Vô Vấn, Từ Thuyết, Nhân Quả, Thí Dụ, Bổn Sự, Bổn Sanh, Phương Đẳng, Vị Tằng Hữu, Luận Nghị. Trong ấy ba bộ loại Trường Hàng, Trùng Tùng, Cô Khởi Tùng được lập ra dựa theo kinh văn. Chính thứ kia đều ước theo nghĩa mà lập danh. Bộ loại Vị Tằng Hữu ghi chép những chuyện đại thần biến chẳng thể nghi bàn của Đức Phật Bồ Tát. Kinh này cũng do nghĩa ấy mà đặt tên như vậy, chứ không phải là một trong 12 bộ kinh. Trang 40 dòng thứ 6, nhân, duyên, pháp, nghiệp của 10 giới trong kinh Phạm Vọng đều bị sao chép điên đảo, sai lầm, lộn xộn. Tra lời chú giải của các hạ thì có hay không điều bất nhất. Những phần được ghi sao lục từ sách Phạm Vọng Kinh Hợp Chú thì trong phần sát giới dòng thứ 13, phương tiện sát thiếu mất chữ sát dòng 14, 15 theo thứ tự đúng thì phải là sát nhân, sát duyên, sát pháp, sát nghiệp. Sao lại viết là sát nghiệp, sát pháp, sát nhân, sát duyên? Nhân là phát ra cái tâm giết ấy, duyên là những phương tiện giúp cho chuyện giết chóc được thành tựu. Chẳng hạn như bày mưu định kế, mài dao, pha thuốc, vân vân. Pháp là cầm dao, kiếm, thuốc độc đi giết. Nghiệp là đoạn mạng kẻ ấy, tức kẻ bị giết. Chuyện giết chóc đã thành, phàm sự gì đã thành đều nhất loạt gọi là nghiệp. Thứ tự trước sau, sâu cạn, thân sơ theo đúng thứ tự chẳng loạn. Sao các hạ từ lập quy cách để về chuyển như vậy? Hai giới sát và dâm thì các hạ đặt theo thứ tự là nghiệp, pháp, nhân, duyên. Còn tám giới kia lại đều đặt theo thứ tự là nhân, nghiệp, pháp, duyên. Trong giới vọng ngữ, dưới phần duyên của vọng ngữ có chú thích rằng sao chép trọn vẹn từ sách Phạm Vọng Kinh Hợp Chú, sao lại lược bỏ bốn chữ để hiện thánh đức của sách Hợp Chú. Cần phải biết rằng kẻ phạm giới vọng ngữ bằng cách đối với các thứ oai nghi, tới, lui, cử động, đứng yên, nói năng, im lặng, đủ mọi phương tiện đều là vì muốn làm cho người khác sẽ nói là ta đã chứng thánh quả, nên nói là để hiện thánh đức. Bỏ đi bốn chữ ấy sẽ chẳng tỏ rõ bổn tâm của kẻ vọng ngữ muốn phô trương màu mè làm dáng vậy. Đoạn kinh văn này vốn không sai lầm, nhưng lời giảng của sách Hợp Chú lại hết sức rõ ràng. Hả nên trái nghịch kinh, trái phản lời chú giải, tự lập chương trình hay chăng?
Nếu một điều thì có thể coi là viết lầm, chứ cả 10 điều đều như thế, há có phải là viết lầm ư? Phàm sao lục kinh luận của Phật, của Tổ thì đầu tiên là sao lục kinh, rồi đến luận, cuối cùng mới sao lục trước thuật của phương này. Với kinh luận lại cần phải sao lục kinh Đại Thừa trước tiên, cái đó là Tiểu Thừa, chớ nên đảo lộn thứ tự trước sau. Như Thánh Chỉ và Cáo Thị chẳng thể đảo lộn thứ tự được. Trong một bộ chẳng thể liệt kê như thế, thì trong một môn nhất quyết chẳng thể không y theo cách này để trình bày. Nếu không sẽ khiến cho kẻ vô tri đều coi thường kinh Phật, mà bậc đại thông gia sẽ chê là người viết chú giải chẳng biết pháp. Hơn nữa, trong phần chú giải kinh Phạm Vọng của Tổ Ngẫu Ích về giới vọng ngữ, đối với câu tiền nhân lãnh giải thì chữ tiền nhân chỉ cho đối tượng nhận lãnh lời nói dối, tức là vì kẻ ấy mà người phạm giới vọng ngữ thốt ra lời nói dối. Lãnh giải là người ấy nghe lời nói dối đã lãnh hội, hiểu rõ. Nếu chẳng lãnh ngộ, hiểu rõ thì nghiệp vẫn chưa thành. Lãnh ngộ, hiểu rõ thì nghiệp đã thành. Này ông sử thành, sử nhân lãnh giải, tức là khiến cho người ấy nhận lãnh, hiểu rõ, thì chưa biết người ấy có hiểu hay không. Trong giới thứ 10 cũng giống như thế. Thêm nữa, theo nguyên văn của giới thứ 10, nếu Phật tử tự bán tam bảo, dạy người khác bán tam bảo, nhân phị bán, duyên phị bán, pháp phị bán, nghiệp phị bán, nhưng Bồ Tát nghe âm thanh của một câu bán Phật do ngoại đạo và kẻ ác thốt ra, sẽ cảm thấy giống như 300 mũi mâu đâm vào tim. Ông bèn rút gọn là: Bồ Tát thấy người bán Phật như bị đâm vào tim, hãy sửa cho đúng phần đã lược bỏ đi. Ngẫu Ích đại sư chứng pháp thân đã lâu, thừa nguyện tái lai học vấn kiến địa hành trì đạo đức như ngài, chẳng những ít thấy trong đời mạt pháp, mà ngay trong thời Phật pháp hưng thịnh, dưới đời Tùy Đường cao nhân như rừng. Nếu ngài sống ngay trong thời ấy, vẫn thuộc loại đại sĩ xuất quần bạc tùy, chẳng thể nghĩ bàn. Phàm những chức thuật của ngài đều khế lý lẫn khế cơ, các hạ hãy nên buông xuống cái tâm, chỉ chấp vào sự giải thích văn từ, hãy lắng lòng nghiên cứu đến cùng tầng để thấu hiểu, thì niềm vui pháp hỷ sẽ riêng khế hợp nơi tâm, mà chẳng thấy nào mở miệng kể cho người khác biết được. Vì sao vậy? Do những gì đạt được đều mất cả rồi, đều quy về chỗ vô sợ đắc rồi. Chùa Pháp Vũ có Minh Nam Tạng, tức là Vĩnh Lạc Nam Tạng, và Thanh Tạng, tức là Càn Long Đại Tạng Kinh. Lại có rất nhiều những kinh sách mới in đã thỉnh từ những chỗ khắc kinh ở Dương Châu, Ninh Ba, nhưng người phát tâm đọc khá ít. Một là vì ít người thật sự phát tâm Bồ Đề. Hai là vì người thật sự có học vấn, có thiên tư ít ỏi, đáng tiếc thay. Cuối phần đàm quỷ, tức là nói về chuyện quỷ thần. Đối với chuyện Mục Chương A, lời phán định của các hạ tuy hay, nhưng xét ra chưa phải là thật nghĩa. Nay tôi chẳng tiếc khẩu nghiệp để giải thích đại lược. Mục Chương A, suy nghĩ xử sự không gì chẳng phải là ác. Đến lúc lâm chung, biết trước lúc mất, từ biệt mọi người, rồi ngồi mà mất. Người ấy trong đời trước đã tu trì lớn lao, sức định huệ sâu xa, cho nên đời này tuy mê muội tạo nghiệp, luận theo đời này ắt phải đọa thẳng vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ đến hết kiếp. Nhưng do ác nghiệp đời này chưa chín mùi, thiện căn đời trước tỏ lộ, do vậy vẫn có thể nương vào sức lành đời trước, tận lực tu trì tịnh nghiệp, nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, chẳng phải thọ ác báo của những ác nghiệp đã tạo trong đời này. Nếu không biết nghĩa này, vẫn noi theo nghiệp y như cũ, thì khi thiện nghiệp đời trước đã hết,
ác nghiệp đời này sẽ lại phát hiện nỗi khổ ấy chẳng thể nào diễn tả được. Trong đời này do người lành mắc họa, kẻ ác hưởng phước, phàm phu chẳng biết tốt nghiệp trong đời trước, bèn nói nhân quả sai lầm, báo ứng hay bị lẫn lộn. Người có tha tâm túc mạng thông, thấy nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai, tình lặng lý đều ổn thỏa. Cái chết tốt lành của một chương A chẳng phải là do may mắn, Dương Kế Thịnh chết oan khuất chẳng phải là bất hạnh. Ai nấy đều có nhân trước và quả sau, ấy là do được đền đáp hay phải trả nợ mà thành khác biệt. Đạo báo ứng có nhiều loại, chẳng phải chỉ có một, chẳng thể dùng đời này để phán đoán được. Vì thế kinh dạy rõ ba thứ quả báo. Ba thứ quả báo là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là đời này làm thiện tạo tác, đời này sẽ hưởng phước hay mắc họa. Đây chính là điều phàm phu trong thế gian đều thấy cùng biết được. Sanh báo là đời này làm thiện tạo tác, đời sau hưởng phước mắc họa. Phàm phu trong thế gian tuy chẳng thấy biết được, nhưng đại lực quỷ thần thiên tiên vẫn có thể thấy biết được. Hậu báo là đời này làm thiện tạo tác, đến đời thứ ba hoặc bốn, năm, sáu, bảy đời sau, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên hằng hà xa số kiếp mới hưởng phước hay mắc họa. Nếu ba, bốn, năm đời và mười trăm ngàn đời, có lẽ thiên tiên còn thấy được, chứ đến năm, sáu, bảy, tám vạn kiếp đạo nhãn của bậc thanh văn vẫn còn thấy được. Nếu đến vô lượng vô biên hằng hà xa kiếp, thì nếu chẳng phải là ngũ nhãn viên minh của Đức Như Lai sẽ chẳng thể thấy được. Nương theo các pháp môn khác cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, phần nhiều đều chỉ gieo thiện căn phước huệ, chẳng thể cao dự dòng thánh. Vương Thập Bằng, Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên, Tăng Lộ Công, vân vân, đều là những vị cao tăng xuất chúng chót vót trong đời trước, nhưng đời này đã kém hơn đời trước, đời sau lại chẳng biết kết cục sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây đúng là đau lòng ứa lệ, thở dài sườn sượt. Nếu chẳng phát phận chuyên tu một pháp, cậy vào Phật từ lực vãng sanh tịnh độ thì là xong rồi. Ấn Quang cuồng vọng vô chi, phụ lòng ông yêu mến nồng hậu. Hôm 30 tháng 6 nhận được lá thư thứ tư, liền muốn phúc đáp, nhưng do vướng bận bởi chuyện của người khác, cũng như do ban đêm chẳng thể viết lách được nên lần khấn mãi. Đến ngày mùng 2 nhận được lá thư thứ năm, bèn quên mình kém hèn, vung bút viết thư bừa bãi, cũng biết là gai mắt nhã, toan cậy vào lá thư này để biểu lộ lòng ngu thành. Thích đáng hay không, mong hãy rủ lòng sáng suốt xét soi. Mùng 5 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 6 1917, Ấn Quang một lực quá suy, Đại Tạng Kinh chữ to còn chẳng thể đọc được, chức thuật của các hạ chữ quá nhỏ, chẳng dám xem nhiều, chỉ tùy tiện mở đọc mà thôi. Vì thế thuận theo những gì mình thấy được mà nêu lên. Tính chung lại thì trong 20 phần vẫn chưa xem được một phần. Về việc soạn lời tự để tỏ rõ ý nghĩa của từng tác phẩm, hãy nên cậy bậc danh nhân. Ấn Quang chôn sống ngoài hải đảo, lại còn thiếu học vấn, vô đạo đức, bút cùng lời quê, làm sao nêu tỏ những điểm sâu màu cho được. Do vậy chẳng dám vâng mạng, xin rủ lòng tha thứ. Tướng lựa Như Lai có ý nghĩa vô tận, do một lực không đủ và do gấp rút nên chỉ luận đại lược như thế. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành.
đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,